Chào quý vị khán giả đến với chương trình Người Kể Chuyện Đời, và tôi là Trung Dân. Kính thưa quý vị, điện ảnh, sân khấu của Việt Nam có rất nhiều diễn viên. Nhân vật ngày hôm nay tôi muốn nói đến đó là diễn viên điện ảnh Thần Thúy Hà. Dạ, em chào anh Trung Dân. Chào khán giả đang xem chương trình Người Kể Chuyện Đời. Thần Thúy Hà là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí phía Nam qua các bộ phim như Lục Vân Tiên, Cột Mốc 23, Thám Tử Miệt Vương và gần đây nhất là bộ phim Vợ Quan. Cô có đời tư khá kín tiếng và ít chia sẻ về cuộc sống của gia đình. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của cô nhé. Lâu lắm rồi, bữa nay mới gặp lại Thần Thúy Hà, thấy em vẫn đẹp như xưa. Cảm ơn anh. Thôi bây giờ mình sẽ đi vô cái công việc chính của ngày hôm nay, là anh em mình sẽ ngồi nói chuyện về vị đời và nghề. Em là người quê ở đâu? Em ở Tiền Giang. Tiền Giang, nhưng mà ở Tiền Giang, ở khu vực đó là vườn trái cây rồi ruộng đồng đồ bao la. Giờ thở nhỏ là Tiền Giang là nổi tiếng là trái cây, nhưng mà nhà em ở ngoài chợ. Vậy là ở thị chứ không phải là ở quê. Tiền Giang là cái vùng kia là nhiều nghệ sĩ lắm. Dạ, nhiều nghệ sĩ ở đó, như tôi biết là như là Quyền Linh nè, Quyền Linh, Lý Hải nè, Tăng Thanh Hà, Vân Trang. Dạ, nhà em với nhà Vân Trang thì gần nhau đó, thấy chưa, nhiều ha, vùng đất Tiền Giang cũng nhiều người nổi tiếng quá. Nhưng mà lúc này công việc của Hà sao? Dạ thì cũng như anh em đồng nghiệp thì suốt ngày rong ruổi ở phim trường. Hiện bây giờ thì tham gia dự án phim gì? Em đang quay phim Mùa Sợi Trổ Bông của anh Chư Thiện. Phim ấy phim truyền hình? Dạ phim truyền hình. Sao mà mình vô nghề cách ngọt xớt vậy? Thật ra thì em bước chân vào nghệ thuật là em làm nghề mẫu. Hồi xưa em là Edicap rồi đúng không? Dạ, đi thi bên mảng thời trang, sau đó thì em qua Edicap em diễn. Em diễn rồi cũng được hơn 10 năm. Thì em cũng có vài lời mời tham gia đóng phim, xong em bạo gan em nhận lời. Nhận lời xong là nguyên một đêm em mất ngủ. Mất ngủ em cứ trằn trọc là quay hay không quay. Mình đi quay rồi lỡ mình không biết diễn rồi mà cái đạo diễn chửi mình trước mặt bao nhiêu con người vậy, là mình rất là quê. Lúc đó em cũng có tên tuổi bên thời trang rồi. Ví dụ như 5 giờ sáng có mặt đi là 3 giờ rưỡi là em gọi điện cho các anh trợ lý, em nói là thôi em không đóng. Mẹ em làm vài lần vậy cái người ta không mời em luôn. Rồi cuối cùng là có một cái dự án rất lớn Sài Gòn, mà lúc đó là phim Lục Vân Tiên. Anh cũng biết rồi, xưa mình hay xem phim phim Hồng Kông và phim cổ trang đó, thì em khoái cái đó. Kêu thấy phim Lục Vân Tiên là mặc đồ kiểu ngày xưa công chúa rồi, cái em cũng thích, em đi casting thử. Rồi em được một cái vai, vai trong đó cũng vai nhỏ nhỏ thôi. Rồi cái em đi đóng. Đi đóng xong rồi 4 năm sau em mới dám đóng, em mới dám nhận lời đóng phim. Vậy? Tại vì em đóng xong cái em nói trời ơi, trong cái phim Lục Vân Tiên ai cũng nổi tiếng hết á, mà ai cũng diễn hay hết trơn. Em nghĩ chắc em diễn dở lắm, tới giờ em chưa dám xem phim nữa anh. Tới bây giờ. Vậy à? Dạ, em chưa biết diễn số của em lúc đó như thế nào nữa, chắc ghê lắm. Trời, tội nghiệp không? 4 năm sau thì em cũng được nhận một lời mời tham gia phim, là phim Tình Yêu Còn Lại của anh Quang Đại. Thì em cũng trả kịch bản lại 3 lần. Và cuối cùng thì anh Đại thuyết phục em. Thì em tham gia thì cái bộ phim đó nó cũng gây được tiếng vang, rồi còn cái tên tuổi em thì mọi người cũng biết nhiều từ cái phim đó. Thấy chưa? Dạ, xong rồi. Thật ra thì em đi theo nghề không phải là em mê diễn xuất, mà em theo nghề là một ngày mình làm việc, mình tiếp xúc với mấy chục con người đó mỗi ngày, giống như là anh em một gia đình rồi. Xong vai hết phim cái tự nhiên em nhớ đoàn phim, em nhớ mọi người. Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Đó, hay chưa? Rồi thêm là thấy mọi người cũng cái tinh thần làm việc lúc nào cũng là mấy chục con người kết hợp với nhau, rồi diễn viên phối hợp với nhau chứ không phải là mình một sàn. Mình hồi xưa diễn thời trang thì mình một sàn diễn. Còn cái này là mình phải phối hợp, mình không thể nào mình đơn lẻ được. Hay là mình muốn nổi trội một mình cũng không được. Đó là với lại em cũng thích mình hóa thân vô nhiều dạng nhân vật, nhiều cái cuộc đời khác nhau. Cho nên là cái đó mới làm cuốn hút em đi theo cái nghề này luôn. Nhưng mà Hà thích đóng dạng vai gì? Em thì em thích những cái vai mà khổ, rồi những cái vai mà kiểu mà làm mình xấu đi hoặc là biến dạng hay gì đó. Em xin mấy cái vai xấu thì đạo diễn không cho.
Tự nhiên em không thể nào nghèo được hết trơn à, em không thể nào khổ được hết trơn đó em. Cái tướng sẵn là sang rồi. Dạ, đạo diễn cứ nói em cứ ác đi. À, ác, sang phải không? Dạ. Nhưng mà đóng vai ác có khi nào ra đường bị khán giả người ta chửi hoài anh ơi. Chửi hoài. Chửi sao? Cụ thể thôi. Chửi. Ngày xưa thì lúc mà chưa có mạng, em cũng đi ra đường thì cũng có người đòi đánh em, chợ rồi cũng chửi em. Rồi đi về quê thì hàng xóm hoặc ở trong vườn tên cái nói tại sao mà giống như con Hà nó ác, chợ là tới bán vốn không à. Bà con mà mấy người lớn lớn tuổi á nói trời ơi, giống như bà Năm gì đó, bà Năm á, bà chửi nhiều quá trời luôn. Nói chung người ta chưa có thoát ra được cái nhân vật mà mình đóng, người ta cứ nghĩ mình chắc thiệt vậy. Dạ. Vậy thì mình diễn quá thật, quá hay thì người ta mới tưởng thị thành công rồi đó. Dạ, thì ngày xưa lúc mới thì em cũng chưa có quen nên đâm ra mình cũng khó chịu. Sau này thì mình nghĩ thoáng hơn. Giống như tới bây giờ họ cũng có thể họ nói, họ vô Facebook em, họ chửi em, họ nhắn tin cho em, hoặc họ nói là em giống như ăn ở làm sao, mới vận vô người em, cái vai diễn vận vô người em, hoặc là giống như là con người mày sao mới thể hiện lên gương mặt thì đạo diễn mới dám tin mà giao cái vai ai diễn ra cho mày. Nó đủ thứ hết, nhưng mà mình giờ thấy em thấy mấy cái lời đó đối với em giống như một lời khen thôi. Đúng rồi. Dạ. Đó là lời khen. Mình họ không thoát ra được. Họ cứ nghĩ mình là như vậy. Dạ. Thế vậy là mình thôi. Cho đó là cái sự thành công rồi đó. Dạ. Nhưng mà khi mà những cái sự cố đó nó xảy ra rồi gia đình phản ứng sao? Ví dụ như ông xã con của Hà sao? Hồi xưa lúc ông xã cũ của em á, thì lúc mà về ra mắt á, gặp mẹ chồng cũ em thì mẹ chồng cũ em mới nói là bác xem phim con đóng, nhưng mà nhiều người nói đóng vai ác quá trời, nhưng mà đóng ác mà ta ghét mới hay con. Có nghĩa là mẹ chồng cũ em hiểu, cũng hiện đại. Còn mẹ em thì nói trời ơi, đóng càng ngày càng ác dữ dội chứ không có hiền đi một chút nào. Cách đây mấy hôm mẹ em cũng nói chuẩn bị ra mắt phim, chuẩn bị phim mới nữa hả? Nói dạ. Ác nữa phải không? Ác dữ dội nữa phải không? Nói dạ đúng rồi, mặt con đâu thể nào đóng vai hiền được nữa. Đó. Cái công việc đóng phim theo Hà bây giờ với ngày xưa, họ vận hành phim và cách họ yêu cầu mình diễn nó có khác với cái lúc mà Hà mới vào? Dạ khác. Hồi xưa là thứ nhất là mình quay phim một máy, cho nên đạo diễn sẽ tập trung vào cái phần diễn xuất của mình là 100% luôn. Là chỉ có một máy một mo thôi. Cho nên là cái yêu cầu đòi hỏi nhiều. Còn bây giờ là hiện đại hơn thì sẽ có cắt phần này cắt phần kia, thì nó diễn viên mình đỡ mệt hơn. Đỡ mệt hơn thì có cái thời gian để mà chuẩn bị cái tâm lý nhiều hơn. Bây giờ em thấy khỏe hơn. Nhưng nếu mà diễn viên mà bị kiểu mà bị ý lại á, tự mình sẽ đẩy cái cảm xúc của mình trôi đi, là mình sẽ không bám theo được cái câu chuyện. Phim truyền hình ngày xưa thì có một giai đoạn là sản xuất ồ ạt, bây giờ nó ít lại, lý do là sao ạ? Có thể là chất lượng của kịch bản, chất lượng của diễn xuất, thêm nữa là về bối cảnh, hay là luôn cả về diễn viên mà về trang phục nữa. Em thì em thấy cũng có thể là một phần khó của nhà sản xuất, tiền sản xuất nó không có, kinh phí nó không cao, đâm ra mà mình không thể nào đòi hỏi giám đốc của một tập đoàn thì anh phải đi một chiếc xe nó xứng đáng với cái vai trò của mình. Nhưng mà bây giờ không thuê một chiếc xe, ví dụ thuê một chiếc Mercedes đi, một ngày cái giá nó bao nhiêu, thay vì có một chiếc Camry hay là một chiếc xe gì đó của diễn viên thì cái giá thấp hơn, hoặc là nhờ diễn viên hỗ trợ nó sẽ, cái kinh phí nó sẽ không đội lên. Đó là một trong những cái phần mà hạn chế về cái chất lượng. Rồi thêm nữa là được nhắc thoại. Em cũng bị một cái guồng mà nhắc thoại, kiểu nhắc thoại ngày xưa có thể là em do em chạy show nhiều quá, rồi mình không có thời gian học thoại, mà cũng lúc đó là đoàn phim quay theo tiến độ nữa. Cho nên mình xin thời gian để học thoại chắc cũng không được, tại vì mọi người cứ nói là cứ việc phim đồng tiếng mà, cứ việc nghe nhắc thoại thì mình nắm được tâm lý thôi. Thì cái đó cũng là một cái phần để cho cái chất lượng nó bị giảm xuống. Em thấy rõ ràng khi mà mình thuộc thoại thì cái tâm lý của mình trần tru. Dạ, rất là suôn sẻ hỗ trợ cho cái diễn xuất của mình rất rất nhiều. Cho nên chất lượng nó đi xuống cũng nhiều lý do. Mà trong cái nãy giờ anh em mình luận đó là cũng là một lý do cốt lõi. Phần lớn
có nhiều như vậy nữa nè. Có nhiều diễn viên họ sẽ nghĩ, có một cái suy nghĩ là mình không nhận thì người khác cũng sẽ nhận. Như cụ thể em nói là với cái giá cách xê như vậy, nó mới là cái giá của mình. Nhưng nhà sản xuất mời thì nó xuống, nó bị cái giá nó thấp quá. Em, bản thân em sẽ mạnh dạn từ chối. Có thể là một năm em đóng 2 phim, còn hơn là em đóng 10 phim. Nhưng mà có những người họ sẽ nghĩ là mình không nhận thì người khác cũng nhận thôi. Mình nhận ít một chút nhưng mà mình nhận thêm những phim khác thì nó cái tiền nó cũng sẽ lên như vậy. Nhưng mà em là em muốn giữ cái giá của em, cái giá trị của em khi mà ai gọi tới biết cái giá của con Hà là bao nhiêu. Đủ thì mời, không đủ thì thôi. Tại vì mình đã xuống hạ cái giá mình rồi, một lần sẽ không bao giờ lên được nữa. Nhưng mà tại vì diễn viên không có đồng lòng, với lại thứ hai nữa là diễn viên mình là tự do, không có qua một cái cơ quan quản lý nào hết, không có người quản lý luôn. Cho nên là tự điêu giá với nhau. Có hội đoàn nhưng mà mình không có nghiệp đoàn. Mà diễn viên tụi em nhiều người cũng ngồi hen thang với nhau, nói trời cái gì cũng lên giá trơn, chỉ có cái xe diễn viên là không lên thôi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là do mà nếu mà mình đồng lòng mình làm một cái giá như vậy, tại nếu mà đủ tiền thì mời, không đủ thì thôi. Thì họ không mời được người này, không mời được người kia, buộc họ phải trả cái số tiền xứng đáng với cái tên tuổi của người đó. Rồi anh chào anh. Dạ, em chào chương trình. Dạ, anh giới thiệu giùm em họ tên tuổi, nghề nghiệp và anh đang ở đâu? Dạ, thì em tên Nguyễn Hồng Sang, sinh năm 1994. Em giờ đang ở xã Minh Thắng, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Thì giờ em đang làm chăn nuôi thôi ạ. Bình Phước đó là... Dạ đúng rồi ạ. Ở nhà của anh luôn hay sao anh? Anh ơi. Dạ em đang sống với ba mẹ với con trai của em ạ. Sống với ai? Dạ em, con em sinh năm 2014, con em năm nay 9 tuổi rồi. Rồi con trai của anh bao nhiêu tuổi rồi anh? Rồi sao anh với lại mẹ của bé không ở chung với dạ nhau nữa? Anh với lại mẹ của bé sao? À thì nói chung là nhiều vấn đề lắm rồi, cũng do lỗi của mình thì rồi xong rồi hai vợ chồng tới giờ thì con đang ở với em. Nó không ở chung nữa anh. Rồi mình có cái vấn đề gì trong cái hôn nhân của mình anh, mình có thể chia sẻ ra để em hiểu lần sau thì mình không có bị những cái lỗi như vậy nữa. Dạ thì hồi đó thì em còn trẻ với lại cũng nóng nổi, nói chung là vợ em thì cũng còn nhỏ rồi, hai đứa xích mích chứ không giải hòa được. Là anh kết hôn năm bao nhiêu tuổi rồi, khi nào mà? Dạ năm 2012, em kết hôn năm 2014, 2018 hai vợ chồng ly hôn. Mình ly hôn là ở với nhau được 4 năm rồi mình ly hôn năm 2018. Dạ. Rồi từ đó thì anh có quen? Dạ từ đó thì em cũng có quen thêm một người, quen được một năm, hơn một năm. Cũng tính tới chuyện sau này nhưng mà cũng vì nói chung là cũng vì mâu thuẫn xong cái hai đứa không tới được, cái này chia tay mai nữa không? Tới giờ luôn à. Mâu thuẫn vậy đó. Nói chung là hai đứa có nhiều ý kiến đó. Trong mọi gia đình với lại em có con riêng, người ta cũng chưa con riêng, nói chung là hai đứa cũng có vài cái mâu thuẫn nữa chị. Nhưng mà người ta quen anh thì người ta có biết là có con không? Dạ biết chứ, thì em quen thì em cũng chia sẻ như vậy, là gia đình em như vậy, xong rồi em cũng có con riêng, nói chung là cũng có chia sẻ, nhưng mà sau này
thì em cảm thấy người ta đối với con em nó không có thoải mái, với lại ấy thì mình nói lời chia tay thôi chị ơi. Nói chung là em cũng trải qua rồi thì em cũng biết là mẹ kẻ con chồng, nhưng mà em chỉ muốn là người sau này không có được như mẹ ruột nhưng cũng phải thương con em, thì em mới ấy thôi, chứ còn mà này kia kia nọ thì em cũng không không có gì. Vậy là điểm điểm yếu điểm mạnh của anh là gì, em chia sẻ một xíu đi. Dạ thì điểm yếu của em là hay hay lì về tình cảm, còn điểm mạnh của em thì em thích thể thao, rồi thích vận động, giao tiếp xã hội thì hòa đồng, vui vẻ lắm. Còn điểm mạnh Vẻ quá, hát hát của anh hát được không, dạ hát bài đi, có hát được không anh, là sao á? có biết hát không? Em nghe không rõ, chị nói lại giùm em ấy. Anh có biết hát Ca hát á em có ca hát đồ này kia đồ được không, karaoke rồi đó, À là có chị ơi. rồi hát thử đoạn chị nghe đi em. Phải hát nữa hả? Ừ trời, mình giao lưu có sao mình giao lưu vậy thôi. Rồi 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 rồi. Vậy vậy thì em hát một đoạn thôi nha, được không chị? Ừ, mời em. Dù cho tình đó đã mất hết nhưng trong anh vẫn còn lòng vẫn mãi lên tiếng bóng hình xưa đã xa. Em có tiếc nuối nhưng không lần thay đổi. Ok, hát được. Nhưng mà nãy em nói em làm chăn nuôi là em làm gì vậy? Chăn Dạ nuôi cụ thể là gì em? dạ em nuôi heo chị ơi. À vậy hả, nuôi heo lâu chưa? Dạ cũng được mấy năm rồi chị. Nuôi heo là ở nhà bây giờ đang nuôi bao nhiêu con heo? Dạ nhà em thì trang trại gia đình thì nuôi giữa 1.000 con, thì nhà em nuôi 900 con chị ơi. À dưới 1.000 con, trời gì cũng nhiều ha. Dạ không thì trang trại gia đình thì mình nuôi có từng đó thôi, chứ cũng đâu nhà đâu cho phép nuôi nhiều đâu. Ủa nhưng mà rồi là cái con em là có làm chung với gia đình chứ đâu phải làm mình đâu đúng không? Dạ đúng rồi, thì xưa giờ em vẫn làm chung chơi với gia đình, và bây giờ em vẫn ở với ba mẹ em và con trai của em. Rồi ok, cảm ơn Sang. Nói chung hôm nay chỉ là phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho em biết nha. Dạ Rồi chào em. dạ 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 đường tình của em thì nó hầm hiu lắm chị ạ, lanh bênh. Được mấy mối tình rồi, tại sao chia tay? Em được 2 mối tình rồi ạ. Mối tình từ thời đi học, với một mối tình mới chia tay cách đây khoảng được 2 năm rồi. Bạn ấy hết thương em nên bạn đi lấy chồng. Quen bao lâu mà người ta bỏ đi lấy chồng? 2 năm hết thương rồi người ta đi lấy chồng mất. Mình trong lúc là 2 năm mà sao em không cưới? Tại vì lúc đấy em chưa đủ khả năng cưới bạn đấy, nên là em bạn ấy thấy em đang còn nhỏ nên bạn ấy bỏ em đi rồi lấy người khác. Dạ. Em không cưới người ta là phụ nữ, người ta nhiều khi người ta chờ đợi lâu, người ta già người ta không chịu. Vâng, Đúng tại vì lúc đó em còn chưa được lớn lắm, bây giờ em mới được lớn nên là em không? suy nghĩ lại rồi. Nó Ủa lúc đó là bao nhiêu tuổi? lúc đó hình như là 25 26 tuổi gì đấy chị. Rồi bây giờ là đã ô lại ok hơn chưa? Bây giờ ngoài 30 thì nó ok hơn rồi chị. Ok là có được gì rồi, nói chị nghe thử bây giờ nó khác gì so với trước đó. À, tại vì em lớn thêm được 1 2 tuổi, công việc thì nó ổn định hơn hơn ngày trước. Ngày trước thì công việc chưa ổn định hả chị? Bây giờ ổn định làm sao, thu nhập ổn định hay đã mua nhà mua xe hay như thế nào rồi em? Trước là em thì em đã ở nhà trọ, xe máy cũng có rồi, phương tiện đi lại thì ai chẳng có. Lương thì cũng ổn định rồi, tháng 11 12 triệu. Anh chưa làm mày làm gì?
Rồi ok em, bây giờ em muốn tìm một người như thế nào nè Tuân? Nói chung là em muốn tìm một người, nói chung là em thì em không quan trọng ngoại hình cho lắm, nói chung là em cầu mong chương trình tìm xem người nào mà nó nói chung là không không còn ngoại hình đâu, tức là nó mập mập một xíu được rồi chị, tại em thích người mập á. Ừ, thích mập hả? Em cao bao nhiêu? Em cao 1m69 ạ, nặng 55 cân ạ. 55 kg, giờ kiếm em với cô 70 kg nha. Vâng, được chị ạ. Tại vì gu Ừ, em vui thích này. thích rồi. Sao em thích cái gu vậy kỳ vậy? Chị thấy đàn Tại ông là đa số thích mấy cô rồi, chân dài, ốm đồ. em không thích, tại vì thích người mập là ôm nó mát đó chị. Ừ, này này có kinh nghiệm nè. Có kinh nghiệm nè. Ủa xưa là bạn gái em mập hay ốm? Mập chị ạ. À em thích người mập. Thiệt tội Vâng. thằng nhỏ ghê, mập mà cũng không chịu chịu à. Dạ. Ok, mập thì dễ mà, trời chị kiếm nhà mập mà chỉ sợ em chê người ta xấu thôi. Nói chung là em không quan trọng vùng miền đâu, trong này cũng được mà ngoài Bắc cũng được. Dễ chịu vậy mà sao em không kiếm được ai, cái chỗ em làm không có người hả? Tại vì chỗ em làm mà toàn những người có chồng hết rồi chị ạ. Tại vì em làm một cái xưởng lớn nhưng mà xưởng ấy toàn là nhận những người mà có gia đình hết rồi đó. Em thì làm lâu rồi nên là tiếm ở đây làm lại. Ừ. Dạ. Ôi chị xin lỗi nhưng mà tóc của em á là nó quăng quăng hay gì á đúng không? Không, em ở Sài Gòn lâu quá nên là nó bị cháy á chị. Ủa vậy hả? Trời ơi. Ủa rồi đi ra đường cũng đội nón đội đồ mà bộ công việc em ngoài nắng là sao mà cháy? Không biết nữa, nhiều khi ở trong nhà quá nó cũng cháy, ở Sài Gòn nắng dạo này Tết đây nên là À. nó 4 mấy 5 mấy độ. Ừ. Rồi có dự định Dạ. về quê không em á? Về quê luôn á. Không, em chưa dự định về quê, em phải ở khi nào lấy được vợ ở trong Sài Gòn em mới về quê. Lấy Tại được em thích lập vợ rồi về quê, rồi vợ người ta không thích về quê làm sao, giờ nếu mà mình ý định về quê về đó lấy vợ luôn. không, tại vì là gia đình em thì bố mẹ em không, gia đình em thì bố mẹ nữa, tại vì bây giờ nếu mà em quen được một người bạn gái ở trong này thì bạn gái muốn ở trong này thì em ở trong này luôn. Ừ, trời này Dạ. nóng vậy đó nha, nóng vậy mà em thích cái thời tiết trong này hơn hả? Ôi, về quê rét lắm, Thanh Hóa còn em giờ rét teo hết cả người, về quê Ừ. Rồi ok, điểm em không thích ở bạn gái là gì? nói nhiều ạ. Em À. thích người nói, không thích người nói nhiều, nhiều khi nói nhiều quá hay cãi nhau. À, cũng hay đó, này chị thấy cũng hay đó. Vâng. Tại chị thấy chị nói nhiều quá, chị hay cãi lộn với bạn trai của chị quá, chị thấy cũng không đúng rồi, nên nói ít, đúng không? Là mỗi người một cách nói chuyện riêng, một người phụ nữ nhiều khi người nói nhiều người nói ít đó chị, nói chung là em cũng mong kiếm được người nào cũng chung là nói nhiều được, nói nhiều bình thường cũng được không sao, nhiều khi mình đâu có lựa chọn được tại vì mình cũng đâu có được hơn ai đâu chị, đúng không? Nói nhiều. À, rồi Dạ. em ca hát được vậy hát vài câu chị nghe thử coi, lên hát À, giọng cô gái rồi nè. ừ hát bài là gì được, ừ nếu là anh đi ừ rồi mời em. nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày, khi màn đêm nhẹ buông xuống anh sẽ ru em giấc ngủ ngon, vậy được chưa chị? Trời ơi hát hay quá trời, vậy mà không có cô nào nghe là thôi chắc chịu liền rồi đó. Ok em được rồi đó. À, nếu Dạ. mà được chọn á, thì chương trình sẽ liên lạc cho em nha, rồi trao Vâng đổi thêm với mình ha. ạ. Ok rồi, Em cảm cảm ơn ơn cô chị cho phần cá của em xong rồi đó, cảm ơn em Vâng nha. ạ. Chúc chị một buổi chiều vui vẻ nhá.